Xin chào bạn, lần trước mình giới thiệu bạn con bot nhận đồng token quét này. Thì mình thấy là cũng khá nhiều người xem, 55 người xem nhưng mà người theo thì hình như là có 6 người theo thôi. Đó thì hôm nay nó đã cho rút tiền, mình sẽ tiến hành các bạn rút tiền về sàn KuCoin nhé. Đó, con này được mít trên sàn KuCoin rồi. Rồi thì mình ấn vào cái phần MyWest Address này, nó sẽ cho mình một cái ấy nhé. Một cái mã 12 chữ số nhé. Ok, đó. Rồi mình sẽ tiến hành làm nằm cái bí quét nữa, bí quay nữa. Đó thì mình sẽ ấn vào phần read an account này. Đó mình sẽ nhập địa chỉ mail của mình vào đây, mật khẩu này. Rồi, next step này. Một chút. Ok, và mình sẽ về kích hoạt mail này nhé, nó gửi cho mình cái mail rồi mà. Rồi, ok đây rồi. Vui lòng kích vào link này để bắt đầu này, activation này. Làm được một chút cho nó máy mình hơi bị lag tí, mình mở hơi nóng quét rồi. Ok nhé. Đây bạn vào phần địa chỉ node này, ấn address node pet này, qua đây rồi sử dụng mật khẩu nhé, click này, rồi bạn ấn on address nhé. Rồi mình sẽ ấn vào restore address by span ph này, đó cái này nhá. Kích vào đây, ấn next đi. Rồi, cái này mình dán 12 cái từ khóa bí mật của mình vừa nãy nó cấp ở trên con bot vào đây nhá. Đó mình sẽ cắt phần này đi một chút. Ok nhá, bạn save xong bạn next nhá, nó sẽ hiện tiếp tục hiện như này nhá, bạn tiếp tục điền tên ví này. Ok, còn cái dưới này tiếp tục lại là bạn ấn lại lần nữa cái khóa bí mật nhé, 12 cái khóa bí mật nha. Rồi bạn này tiếp tục bạn ấn next nhé. Rồi ok, vào trong nó sẽ hiện như vậy, mình được có 8 đồng quét thôi. Đó thì có 6 người theo mới được 1 đồng quét thôi, mình nhận mắc là 100 đồng. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình đây, thoát thành ra nhé. Đó rồi nó sẽ hiện ra như này nhé, bạn kích vào đây, bạn chọn user này. Ok, bạn tích x này ra nhé. Đó, đợi mình một chút. Rồi, bạn vào phần token này. Đó, nó hiện là 8 đồng mình đây nhé, mình ấn vào send nhé. Rồi, send này, ấn vào transfer này. Đó thì mình sẽ lấy địa chỉ ví của mình ở bên bên đấy nhé, bên KuCoin nhé. Coi mình đâu rồi ta, đây cũng coi đây. Đây cũng coi đây nhé, bạn vào phần access này, hoặc vào phần đây main account này, đi ship vào cái sao này. Nếu bạn thấy nhanh bạn có thể tua lại nhé, mình làm nó cũng hơi nhanh nhưng mà cũng đầy đủ, không thiếu gì cả. Rồi ok, bạn search cái token quét đi, WEATS ET đây. Đây nhá, là con này nhá, bạn vật đều ship này. Rồi. Bạn tích vào đây, bạn con tít con view này. Đó đây là cái địa chỉ ví của nó nhá. WEATS này, bạn copy cái này vào. Bạn dán vào đây nhá, dán vào chỗ này. Đây là địa chỉ này, còn đây là số lượng này. Để mình một chút kéo xuống. Đây là nội dung này. Nội dung bạn ghi được mắc 70 ký tự nhá, còn cái chỗ này là số lượng này. Thì bạn chú ý nó bị trừ mất 0,1 quét là phí nhá, thì bạn chỉ có rút được khoảng mình có 8 thì mình rút được 79 thôi. Đó. Đây,
7.9 nhé, bấm next đi. Rồi ok, đây là kiểm tra lại thông tin nhé. Kiểm tra lại thông tin. Rồi. Tiếp đi, 3.N. Rồi ok, nếu đúng bạn next nhé. Rồi đợi một chút là nó sẽ về. Tạo một giao dịch khác đúng không? Bạn đợi một chút nó sẽ về trên cái ví ví quay này của các bạn thôi. À ví sàn KuCoin của bạn nhé. Chút thế nào thì mình chưa có cái gì cả không? Mình sẽ để đợi một nút một chút cho nó về nha. Đó. Ok, sau khoảng 5 phút chờ đợi thì web đã trả về cho mình nha. 7.9 web tương đương 2.42 đô này. Đó thì bạn thể chơi ra trực tiếp sang chơi sang TBX để rút, hoặc các bạn có thể đó chờ giá cao hơn các bạn bán. Đó. Đó, nhưng mà cái sự kiện này nó thông báo là nó vẫn còn các đợt tiếp theo nhé, các bạn chú ý nếu mà sau này còn các bạn chú ý làm nhé, không nó cũng hơi phí, thế nó cũng khá là ngon, cấp cần nó cũng rõ ràng. Đó, đây nó ghi là tạm thời tắt này, hãy theo dõi rõ nhiều hơn chúng tôi để biết nhiều hơn này. Đó thì mình nghĩ là sẽ có các đợt tiếp theo nhé. Đó đấy các bạn chú ý, nếu mà có thì các bạn làm. Còn token này thì nó nít trên KuCoin rồi. Và giá của nó mình nghĩ là giờ nó vẫn còn khá là thấp. Để mình check xem nào. Tìm con web đúng không? Vì mình nắm vậy. Sàn này tìm ở đâu ta? Để mình một chút nhé. Mình thử tìm cái token ở trên này xem. Web USDT giá so với USDT là tăng, và so với Bitcoin thì mai Bitcoin tăng. Đó, nó đang neo lên các bạn nhé, nghĩ nó còn neo cao nữa đúng không ạ. Rồi ok, cảm ơn các bạn.